cái chất bạn Zalo với phụ nha quý vị nhé. Quý vị vào thêm bạn bình thường, chọn là ở đây Việt Nam cộng 81 thì quý vị chọn cộng 81, Việt Nam cộng 84 thì quý vị cộng 81, còn Nhật Bản nha quý vị nhé. Đây là có Nhật Bản, là quý vị tìm số điện thoại Nhật Bản ở dưới, có ở dưới như Japan là Japan là cộng 81, quý vị ấn 080 681 7 3 9 7 10. Đấy, nó ra viết phú JP hàng Nhật nội địa quý vị nhé. Ấn kết bạn này. Đấy. Ok nhá. Rồi xong rồi quý vị vào kênh YouTube, quý vị ấn đăng ký giúp em nhé. Ok xong, cảm ơn quý vị. Xin chào quý vị anh chị cô chú, quay trở lại kênh Viết Phú nhé. Hôm nay thì Viết Phú lại giới thiệu đến quý vị anh chị cô chú một cái bộ dao 5 con của làm bếp của Nhật Bản nha quý vị nhé. Đây trước mặt quý vị thì là vẫn là cái số điện thoại Zalo Viết Phú, đầu số Zalo cộng 81 của Nhật Bản và số điện thoại cộng là 080 681 7 3 9 7 10. Cách kết bạn như đầu video Viết Phú có để cái kết bạn Zalo bằng cái video quý vị làm theo nhé. Trước mặt thì cũng là rất là nhiều hộp đồ, chỗ khu làm việc của Viết Phú nó đang rất là bề bộn một chút, hơi nhiều đồ. Quý vị xem video xong cảm giúp Viết Phú nhé. Thì cái bộ dao này thì là một cái bộ dao đây có hai cái dạng khác nhau một chút nhưng mà cũng là gần như là giống nhau quý vị. Thì đây cái hình ảnh của bên ngoài của cái bộ này, ở đây là bộ này, thì cái bộ này thì nó khác một chút là cái dao đầu này nó không có cái lỗ, cái này nó có lỗ nhưng mà không vấn đề gì cả. Thì nó cũng gần như nhau, giá và các cái chức năng thì nó là như nhau cả. Cái này là ông Kimura làm, của Nakamura làm này, và cái này của ông Hidemoto làm quý vị. Đây cái cũng là một cái hai cái xưởng, hai cái công ty làm dao ở bên này thôi. Thì năm cái dao thì nó có chức năng, đầu tiên là cái dao này dao bé này, đây, dao bé. Cái dao này là dao phi lê này. Đấy. Cái này để gọt vỏ thứ là dao này. Còn dao này thì dao vặn năng. Đây nó ghi dao vặn năng. Đây là dao thái cắt hoa quả, cắt rau các thứ, cắt rau quý vị nhá. Đây có hình nó đây, đây. Đây có cắt rau nha quý vị nhá. Đây thì còn cái dao to này thì để khi mà quý vị cắt cá thịt thứ đây. Nó có hình hướng dẫn hết ngoài và tất cả đều bằng chữ Nhật hết quý vị nhá. Đây thì là cái dao của hai cái xưởng sản xuất này thì là làm của người Nhật làm, bán cho người Nhật. Tuy nhiên thì có nhiều lý do họ làm tại nhà máy của Trung Quốc, nhà máy của họ tại Trung Quốc quý vị nhá. Đây Nakamura này. Thì là chữ Lý Tử Thất đấy. Đấy, từ này Lý Minh này thì thì đây là công ty trách nhiệm hữu hạn là Kakuse. Thì nhà máy sản xuất họ tại Made in China này. Dù là dao của người Nhật, bán cho người Nhật và người Nhật làm, thương hiệu Nhật, công ty Nhật, nhưng mà làm tại nhà máy Trung Quốc thì vẫn phải là Made in China thôi. Nhưng cái đó không quan trọng lắm, quan trọng là bán ở đâu và người nào làm mà của thương hiệu ở đâu thôi. Thương hiệu Nhật bán cho người Nhật thì chắc chắn là chất lượng của Nhật rồi, không vấn đề gì. Và đây cái này gọi là hàng Nhật chứ không phải là gọi là hàng Tàu quý vị nhé. Cũng có nhiều dao bán bên này của người Trung Quốc làm sang bên này bán, xuất khẩu sang bên này bán có, nhưng mà cái dao này thì là của người Nhật làm luôn, nhưng phải người Trung Quốc, nên quý vị không phải lo nhé, không lo lắng nhé. Đây nó làm bằng stainless steel, thép không gỉ nha quý vị nhé. Rất là cái cán gỗ các thứ rất là đẹp này. Hộp nó cũng hộp bằng gỗ rất là đẹp, và được bọc bằng cái hộp ngoài này nữa, nên là vận chuyển về Việt Nam vô tư luôn. Nên cái giá của mỗi bộ bên này thì nó cũng rơi vào tầm 700-800 một bên này, 600-700 cũng có, nhưng mà tùy loại như vậy. Riêng loại này thì hàng nó đang có giảm giá, thì giảm giá giá về Việt Nam rơi tầm 770.000 một bộ dao như thế này về Hà Nội luôn quý vị nhá. Đấy thì một cái bộ dao Nhật. Đấy, thương hiệu Nhật, tất cả là chữ Nhật hết mà, chất lượng Nhật và giá thì giá Việt Nam, thế nào nhỉ, chất lượng Nhật, mẫu mã Nhật, thương hiệu Nhật, chất lượng Nhật mà lại giá Trung Quốc, này rất là hợp lý không quý vị. 770.000 một bộ 50 dao như này thì về Việt Nam cũng rất là hợp lý, quý vị có thể tiện dụng làm các món trong nhà bếp. Tuy nhiên thì cái này không có dao chặt quý vị nhé, cái này nó chỉ là cắt những cái cá này nhỏ nhỏ thôi, còn chặt dao chặt bên này thì nó
Theo cá nhân với Phú thấy nó không không bằng được cái dao nhíp của Việt Nam mình đâu. Cái dao nhíp của Việt Nam mình thứ nhất là nó đảm bảo chất lượng ok, thứ hai là với mặt giá cả nó rẻ. Còn cái dao chặt bên này á, thì nó rơi tầm tiền 1 triệu ở bên này là có một cái dao chặt cũng khá ok, dài khoảng tầm to hơn cái dao này một chút đấy, tất cả nó tầm 30 phân này, thì là nó hơn 1 triệu rồi. Thì nhiều khách cũng hỏi em là mua dao chặt nha, bảo cái đấy mua ở Việt Nam mình rẻ hơn. Còn nếu mà hôm nào em đi ấy, em mà có thấy các cái hàng dao bãi thì em sẽ quay quý vị để xem. Dao bãi thì chắc chắn nó sẽ rẻ rồi, vì cái đấy là người ta khi người ta đi chọn nhà, ví dụ người Việt Nam theo bên này, này đi làm thực tập sinh ấy, thì làm trong nhiều các công ty dọn nhà của Nhật ấy, người ta đi dọn các nhà người ta chuyển đi ấy, người ta không ở nữa, người ta chuyển đi, đồ đạc người ta không mang đi, thì có nhiều dao mác các thứ người ta để ở nhà người ta không mang đi, người ta nhặt đấy người ta đi bán ở các cái bãi, thì người ta cũng vừa là dọn được việc cho người ta, vừa bán được đồng nào sẽ bán đấy, thì cái đấy nó rất là rẻ. Để em có dịp đi quay thì sẽ quay lại cho vị thấy và biết cái chất lượng giá là như nào nhé. Đấy thì hôm nay thì em quay video ngắn như này, thì em cảm ơn quý vị anh chị cô chú đã ủng hộ. Đây có một số anh chị cô chú đã đặt này, em đặt về và nhân tiện quay cho quý vị luôn đấy, rất là đẹp nha quý vị. Đấy thì cảm ơn quý vị và xin hẹn lại các video lần sau ạ.